làm cho mèo gì? Mới sắm một dòng xi men hả? Mới sắm mà dạo này tóc nó ra dài ghê luôn nè, bực bội ghê luôn á. Vậy ha. Tại sao không cắt tóc đi? Hả? Trời ơi, thằng chồng chỉ có cho đâu. Kêu là đợi vài bữa nữa đi trở lên ngoài salon ngoài thị xã. Gửi hai chị. Vậy ha. Hai chị. Nói chuyện chơi riêng đi. Chị riêng ha. Nên là quan đi. Nó dài khó chịu. Nhắc tới bộ dòng xi men. Em thấy mày càng ngày mày càng ú ra phải mập. Đâu? Dòng nó gọn mà. Nó gọn lại á. Mặc đồ bữa nay y chang mà bầu luôn này gọn hơn. Hai chị này dàn da dữ hen. Ủa chị mua lâu rồi nói gì vậy trời? Lâu rồi hả? Lâu rồi mà sáu kìa hôm nay. Có chị thôi à. Trời ơi. Cho xin dí một cái coi. Đây nó nghe nè. Bước xin đi. Đừng có lắc nữa. Hay lắc nữa mà cái ten nó ra dính vô mặt tôi. Anh Đặng ơi làm như vàng giả như ra ten. Không, vàng thiệt. Chị đâu có. Ở đó giờ chị đâu có đeo vàng giả như em chứ chị. Biết mà trời ơi bà sáu hột sòn mà làm như đeo vàng giả được. Phải vậy. Ê nói nào ngay. Vuông năm nay trúng nghe. Vậy hả? Ừ. Mới bán ra 4 mẻ thì cũng được 120 củ. Yeah. Nên là sắm hai bộ dòng xi men này nè đó, thấy không? Em má lắc bài, biết rồi. Tôi đâu phải mang công thi đâu mà cầm cái chuông mà lắc bà nội. Ê dị quá. Ê đây cũng như chuyền cũ như đi xong chịu nổi trời. Kêu mấy chuyền kỷ niệm của bà chồng á cho. Người ta đổi tôi cũng khác rồi má ơi. Đây nè. Bông mai này thấy không? Bông mai này là đặc của Kim Hoàng đó. Kim Hoàng ở trên tỉnh chứ anh. Tìm mới làm vàng đẹp lắm trời. Thì bởi gì? Trời ơi. Nói nào ngay thì năm nay không biết làm sao, kiểu như mà ngay tuổi hay sao mới làm ăn lên quá trời, không biết lên nữa. Lên quá trời ha. Nên thì gán giữ đi chứ trời lấy lại cũng vậy à. Ê không phải im đấy nè. Càng lên mình làm lên thêm, hiểu không? Thì bởi gì? Rồi ổng tính mua chiếc mẹt nè. Rồi không biết đậu đâu nữa. Đậu nhà em đem cho gửi kìa. Hả? Cái xăng của em có chút xíu à sao đậu được chiếc mẹt? Vậy hả? Cái gì mà bà lớn? Trời ơi, chiếc mẹt nghe nói nó bự dữ lắm trời. Vậy hả? Mà chắc chị không cho mua mẹt đâu. Mua đại chiếc container đi. Hả? Để dành chở lúa luôn, mất công quá. Mỗi lần chở lúa bắt đầu kêu xà lan với lại mấy chiếc kia nó mệt lắm em ơi. Vậy hả? Ghinh xuống dưới sông á, mệt lắm. Chắc mua container. Ngọc ơi Ngọc. Dạ. Dạ, nghe nói nhà em chị đóng xe bò phải không? Dạ có đóng xe bò. Đóng với chị Sáu dài cái xe bò chở lúa kìa em. Dạ. Cái xe bò chứ lúa đúng rồi. Trời ơi, thời buổi này mà còn xe bò nữa. Rồi ai rảnh gửi mà nuôi bò. Hết thằng ơi. Chị nên đóng cho cha. Nó chọc chị đó. Vậy hả? Ừ. Em mà nó nghe nè. Hồi bữa qua bên chị lấy mớ đầm thiết kế về mặt đi. Vậy hả? Ừ. Chị cho em mấy cái đầm hả? Mấy cái đầm, mấy kế về mặt đi. Ờ cảm ơn chị. Trời ơi, chị dễ thương hơn rồi. Dễ thương nha. Bảo không dễ thương chút nào chứ. Nó bậy bạ không chị em? Nói tôi quá trời quá đất rồi, mình định đi. Mình định đi, mình phái định quá. Mấy cái đầm mặt hả? Tham vô nha. Ai nó kêu được kêu qua đây làm phe của hay là kêu qua đây có hả? Nào chị em tâm sự vậy thôi. Hỏi ai năm nay làm ăn được không? Giờ mặt chủ là biết không được rồi. Chứ mặt chủ là làm không bao giờ lên được. Bèn muốn chết. Thấy không? Giờ mặt lên. Thằng Đăng ơi đã làm không lên rồi còn đi xăm mí mắt nữa. Xăm mí mắt là làm gì vậy hả? Năm nay á thì làm dư có mấy cây hà. Khả năng ơi là trời làm cái năm trời dư có mấy cây dừa rồi để làm gì bán mẹ mấy cây dừa đó đi. Mấy cây đến lung linh đó má. Khả năng ơi trời tính đâu rồi dừa còn mừng cho nó. Rồi dư mấy cây nến này cày xài gì xài buổi nay còn xài đèn cày nữa vậy. Đá nhà ủa? Xài điện rồi thôi đi dư đèn cày chi nữa. Ê nhà tôi bán đèn cày mà má. Khả năng ơi. Thì bán dằn mã. Hai chồng làm riết rồi hả? Tao không thấy không khá giả tiếp chút nào hết trơn trời. Hả? Cái tay bị lắc hoài bị liệt cái gì? Trời ơi em ơi, dòng nó nằm nó sắp lớp với nha. Kêu là đừng có mua, ý chết không? Kêu là đừng có mua rồi. Vậy dòng mà rớt vô luôn hả? Nhớ lắc nữa là có rớt đâu. Trời ơi em ơi, ổng mua cho chị hoài vậy đó, chị nó không muốn có đeo. Thôi, giờ về trước. Vậy hả? Ừ. Không ai lại chơi. Ừ. Thôi có một chuyện. Ở lại chơi chút xíu đi. Tôi đi công lấy đồ cái. Ở trời nóng rồi. Mai mốt gắn máy lạnh nha. Dạ chưa tiền nha. Dạ. Ngọc ơi. Dạ. Mai mốt qua chị cho mượn tiền gắn máy lạnh đi chứ nóng quá. Dạ. Tao nói với mày nha, đây lần này là lần cuối cùng nha. Bao nhiêu tháng rồi? Mày hứa tao bao nhiêu tháng rồi? Bây giờ mày mà không có một cái là mày tàn canh với lạnh mày tới chứ không có công chuyện tới tao nha. Gửi cho tháng này. Tháng sau gì nữa hả? Bao nhiêu lần tháng sau rồi? Hả? Bao nhiêu lần tháng sau rồi? Tôi nói rồi, không có ở đâu mà đi qua đây năn nỉ hoài hà. Mệt bà ghê vậy đó. Cái gì? Bất khỏi ghê. Bây giờ mày lên mặt. Đừng có nói gì nữa trơn á, quá trời mệt rồi. Ủa gì vậy? Chừng nào người ta có, tao tự động tao đem qua cho mượn. Mượn em ơi. Mượn. Má này ngộn ghê.
tao mấy cái nhà không có, không có đi về đi. Rồi vài bữa là tao có tao đem qua cho mượn. Bây giờ không có tiền mặt ở đây. Ê, trời đại yếu mình hắn gì. Đi về đi. Em ơi tôi nghiệp lắm, đi qua kẹt gì đó, hết tiền lấy mít gì đó mượn chị mà hết trơn tiền mặt rồi, nên là chị nói thôi đi về đi. Rồi mày nó ngộ ghê. Mày mặt chai mày đá mày lì là vậy đó. Thì bởi vậy không có thôi, đi qua đi mới ngủ hay trời. Thôi đi về đi má ơi, đừng có nói gì nữa hết trơn á. Chứ không người ta có tao đem qua cho. Đúng rồi, nó có tao đem qua. Có tao đem qua liền rồi má. Nó nói năng gì trơn, nó đi về đi, đi về đi. Thôi đi về đi. Chiều nay chú kêu con tôi đem qua cho. Đó, đi về đi. Con nhỏ này nó ngang ngược. Ngang ngược vậy trơn á, mặt nó đi về đi má. Đúng rồi, tao không có mà lại hoài. Nãy giờ nói đủ chưa, nãy giờ diễn đủ chưa? Hả? Kệ cái gì? Trời đất ơi, mày thiếu tao chứ bộ tao thiếu mày hả? Cái gì? Khoan. Mày nói tao nghe, ai cho mượn? Ai cho ai mượn? Kiểu không, không cho bà mượn kìa, bà giờ bà. Thì đúng, không cho mượn thôi, về đi. Kêu nói tao thiếu bà. Ai cho mượn? Thì bà nói bà cho bà mượn đó. Nói cho chị mượn. Để dẫn qua nhà chị cho coi cuốn sổ. Trời đất ơi, bảy. Nè, chị ngoài có sổ ra chị còn có chữ ký của cưng nữa đó cưng. Nha. Đời đó giờ chị làm việc là như vậy hiểu không? Chị cho mượn là chị phải có chữ ký của chị. Thì đúng rồi, bà mất ai chịu. Đúng rồi. Rồi. Người ta nói là gì? Búp xa gà chết. Rồi vậy. Ok, em nói vậy thì chị cũng chịu đi. Con mẹ Bảy Ly với mẹ Chính Tình là hai mẹ làm chứng ở chuyện này. Vậy Thao, thích đưa ra không? Thích đưa ra không? Mà Phan thích đi. Ra dễ không? Chị gì vậy, chị gì vậy Phan? Nói chuyện. Nó là người mượn của chị. À đồ. Nó hẹn chị nay 7 tháng trời chưa đưa. Dữ vậy mà sao? Mà chưa? Mà bữa nay bày đặt ra cái vẻ là sao là tao mượn mày hả? Hả? Mày có cái gì để tao mượn? Dạ. Cái này mày cũng đi cấm hết trơn rồi. Nguyên cái nhà mày bị cấm bao nhiêu? Trời. Hả? Còn đây nè. Bên mẹ Chính Út bán 35.000 lố. Đó, đeo vàng. Ê, sao đổ vô. Mà đeo vàng giữ gì vô mới mua mà. Trời ơi, vàng giả không? À, rồi mua mệt. Ai nói mày vàng giả là bậy bạ không mà vàng. Sao đâu mua mệt đồ vàng chở lúa mà. Mệt gì chở lúa? À? Hả? Chứ nó mẹ, mua mấy cái mệt. Chắc mấy cái mẹt kho cá hay là mấy cái mẹt nấu cơm á. Ừ, mấy cái xịa. Mày đặt ra vẻ hả? Xin lỗi nè, ngoài chuyện thiếu của chị ra nha. Nó thiếu con mẹ Bảy Ly đâu cũng 30-40. Ê, mà đúng không nó đi kể. Không lẽ giờ chị mày đó, chị nói thiệt với em nha. Đất của chị bây giờ mênh mông nha. Vườn sầu riêng của chị mênh mông, vườn mít của chị mênh mông hết trơn á. Chứ chị không có thiếu đồng bạc nào hết trơn á. Mà nghĩ sao bữa nay 7 tháng trời có nhiêu? Có sáu mấy à? Sao mệt má quá, đi về bản nói chừng là có, tao đem qua cho. Thấy chưa? Thấy gì đó sao này mày ra dễ tao lắm mà. Ừ thì có thiếu đó, có nợ. Tao nói nè, từ giờ cho tới 3 ngày nữa mà không có là tàn canh gió lạnh tới tao. Nha. Nha. Trời. Nợ dai chứ có giật ai đâu mà. Mày coi chừng, mày coi chừng tao đó. Cái gì vậy? Coi gì tao trời, vô duyên á mẹ này. Ôi trời, ai là mượn mới lâu chưa? Mượn mới có 7-8 tháng thôi à. Sáng anh ơi, nghe nổ giống trời đó, vàng dữ lắm mà trời, cái cục gì? Vàng giả má ơi. Dữ gì ha? Vàng giả. Mày quá à. Mà cái miệng mày đó không đi qua nói người này người kia nha. Rồi, trời chị em giữ chung với nhau không mà thấy khổ tôi buồn cho chứ làm gì mà mượn. Mà bà đi kể làm cái gì? Mẹ ơi. Bà cái tánh tôi này tôi không có bây giờ tôi nhiều chuyện. Bà biết không? Tôi mà gánh chuyện cơ nhà tôi lo chưa xong đó, cơm, tôi lo chưa ăn. Mắc gì kể mà không có ấy thôi, chứ có gì thủ trả cho người ta chứ làm ra qua tính lặng nhà Tết nhất tí đưa qua nhà nội liền. Mẹ ơi, bể kìa, bể vuông kìa. Hả, à, nó ụm mấy đèn hết trơn, ngồi nổi đầu hết trơn luôn. Hả, biết dèo bao nhiêu con không? 50.000 con tôm đó, tính là hốt trả rồi cuối cùng ai ngồi nó ụm mấy đèn hết trơn luôn. Rồi đi theo ông bà hết mẹ đó. Thỉnh thằng ô gì mà qua cho cố vô. Thì bây giờ lỡ rồi, bây giờ có thì lấy cái vàng thiệt đi bán, rồi giờ mua vàng giả với lại mượn thêm khúc nữa. Ai lại biết xu thẻo gì. Cái con quỷ mồng tơi này trời. Mẹ mồng gà này ai nói gì đó trời. Má này ngồi qua chi em cũng cười trên mặt tao nữa. Trời ơi, gái cười đâu, thôi tôi về. Mày qua đây làm gì, tự nhiên đi về ạ? À? Gì? Tính qua đây mượn bà chút ít đặng lấy à, lấy hàng về bán mà bà. Thôi tôi về nha. Yên tâm đi mà thiệt. Không có nói với ai đó nha. Khùng quá, chậu chị em nhau không à. Nhà tôi lo chưa xong rồi mà nói chuyện của bà. Trời ơi, chuyện vui. Trời ơi, tôi nói tôi kể cái chuyện này nghe cả sớm mà tao cười hoảng chết luôn á. Ê, trời ơi, con mẹ này. Ồ, ủa đã. Con thấy cái sàn tôi đang làm cái gì mà chạy. Ủa, gì ủa đang cán hả? Con mắt để dưới lỗ mũi nha. Thanh hơi, lại nói
Tôi đâu biết đâu, quên xin lỗi. Gì? Con mẹ Sáu đang giả. Gì hả? Ừ, nhưng mà hôm qua đi kể với ông đó nhớ không? Kể với ông cái vụ mà chồng mới mua chiếc xe cho lúa đó. Về đặt làm chảnh chẹ rồi đi phe khắp lạc khắp xóm. Ừ, đâu có đâu, trời trời đất khách hàng đụng lui. Đây dần giả hồi nãy chú nợ qua tới nhà. Tao nói ra xe chú nợ. Tao nói cho mấy qua nhà tao nói mà lúc đó cái mình đi mọc mà sao tao nói y nhiêu cuốn nó mưa vậy, tao cười chết luôn. Thiệt không? Thiệt. Mà chắc chắn thiệt không? Thiệt. Ghê vậy? Ừ, chi cha? Không có để tao đi kể chứ có gì đâu. Trời ơi, cha kìa, ông cha bị nhiều chuyện sợ kìa. Ê. Làm gì gấp vậy ông nội? Để nói cái này cho nghe nè. Cái gì? Nói cái này cho nghe, không có nói cho người ta nghe. Nói gì nói đi. Biết bà Sáu không? Biết. Trời ơi, bà đeo vàng á. Bây giờ người ta qua tới nhà, ta muốn dỡ nhà bà kìa. Cái gì? Ừ. Cái ghê vậy? Phải em đó. Phải sao không? Ừ, không, không thiệt là tôi đi kể ông. Trời chịu đó nha. À, thôi thiệt. Gì gì, gì đi, vậy đi. Cái gì vậy? Bảy. Gì vậy? Ví dụ gì chưa? Chưa. Bà Sáu á. Sao bị vậy? Trời đất ơi, đeo vàng giả rồi xong nghe nói đeo rồi xong bị lỡ cái tay hết trơn rồi giờ đi bằng bệnh viện băng bó gì từ lúa trơn á. Ghê vậy? Ừ. Chùa bà hỏm thấy đeo vàng nhấp hết trơn, nói vàng giả không? Thì đó, bởi vậy bữa nay mới nói. Ôi. Ừ. Thôi đi về đây, đi ăn cơm rồi. Cái gì mà ăn cơm giờ này còn ăn cơm nữa? Cơm. Thiệt đó, không tin thấy hả? Cái gì vậy? Tỉnh thơ chạy. Hay cái gì nữa? Đứng đó đi, đừng qua. Bà Sáu. Đi qua đây cái lối cũ. Đúng rồi đó, bà Sáu. Bà Sáu cái vụ gì? Kể đi bà nội. Ăn cái tay, ăn tới cái giò luôn. Ăn tới cái giò cưa luôn hay gì vậy? Đúng rồi, nó đang ghê chùa. Đúng rồi. Thiệt không mấy mẹ? Thôi ăn tới cái giò luôn, trời ơi. Phải không? Bộ lên thăm bà gì biết vậy? Ừ, mới đi thăm bà hồi nãy, hồi sáng thấy. Phải không? Chắc nghe. Thấy chồng bà đem cơm cho bà ăn luôn rồi đi chợ. Trời gì thấy ghê vậy? Ừ. Trời ơi, thấy thôi đợi tôi tí để đi. Đi đâu, đi đâu? Ủa chị gì vậy? Ủa mày đâu có sẵn đây vậy? Là. Nhà tôi đây mẹ. Tao tính đi qua kiếm mày mà sẵn có đây luôn. Hay gì chưa? Chuyện gì? Bà Sáu á. Bà Sáu. Đeo vàng giả. Ăn cơm gớt cái nhẫn xuống tô cơm ăn vô bao tử rồi bây giờ tao không biết sao chồng bả chở đi vậy kìa. Trời ơi, thiệt không? Trời ơi, tao không để tao nói dốc trước chờ tao chưa bao giờ nói dốc với ai chắc vậy. Nha. Trời. Chắc để tôi còn đi nói cho người khác nghe chắc nha. Trời. Chắc không? Thôi mày không tin, không tin kệ mày đi. Ê, bả hay chuyện gì chưa? Hay gì? Bà Sáu ở đây nè. Bà leo cộng dây chuyền sao không biết nữa, bà ăn mì sao không biết nữa, bà lọt cái cộng dây chuyền đi tô mì luôn. Rồi bà nuốt vô luôn, rồi giờ phải chở lên trển, phải moi ra đó. Ghê vậy trời, mà phải không vậy? Phải, chắc chắn từ đó giờ tôi nói xạo bà đâu vậy. Phải thiệt mà. Ê, cái gì mà đông đúc dữ vậy? Bà Sáu đó biết tin bà chưa? Ừ, chưa. Bà đeo vàng giả, bà ăn mì xong rồi cái ten nó gớt vô rồi bà ăn vô, bây giờ là chuyển đi nước ngoài luôn, không biết giờ sao luôn nữa. Thiệt không? Trời, thiệt, động trời như vậy luôn đó. Thiệt, tao đi kể cho mấy đứa nó nghe nha. Thiệt mà, nè. Giờ không biết sao luôn. Thôi, vậy tao đi nha. Không biết sao luôn. Thôi bà vô nhà đi, bây giờ bà nó nấu cơm rồi nữa. Thì đó, ừ. Trời ơi, nói mà không tin, hồi sáng đeo là chị nghi rồi. Trời ơi, em đâu biết đâu, thấy bà gớt bợp đó. Thì đó, bà nói chuyện. Cuối cùng bà Chín mới qua tới nhà một cái hay phải làm gầm trời bánh chưng. Vậy hả? Ừ, làm cái con mộng liễu đâu rồi? Hả? Con Hà Bá ngủ với hương nước tương tâm thủy tự thú quắc là mày. Hả? Sao mà cái miệng mày quá trời quá đắt vậy? Hả? Mày rảnh gọi đúng không? Hả? Tao nổ kìa bà, tao nổ tao ăn hết của nhà mày đâu. Mày làm cái nết gì mày đi đồn đầu này đầu kia vậy? Hả? Mày nói tao sao? Hả? Tao đeo vàng giả hả? Lỡ tay lỡ chân rồi bắt đầu hả nuốt chiếc nhẫn chở đi bệnh viện qua nước ngoài là sao vậy? Hả? Đủ thứ chuyện như vậy. Ê, hả? Cái con mộng biển ca nước mắm quắc mà 8 đại 8 năm không ai mua kia. Qua làm gì ông sầm vậy? Ông sầm gì? Mày coi đi. Đi đầu làng của làng ở đồn tao đủ thứ chân, đây tôi vàng giả đủ thứ chuyện hết trơn. Hắn là ngôi tao đeo vàng giả mà bị lỡ tay rồi tới lỡ chân là gì? Mà đeo vàng giả trên đây chứ dưới đây mà lỡ tay lỡ chân. Bây giờ em cứ làm đồn thì mà nó kể đó, tôi không nói gì nghe. Tánh tôi đâu có nhiều chuyện, không có gì đâu. Tính ra là chỉ có mình nên mày biết thôi đó. Mày biết tao đeo vàng giả thôi đó. Và mày sao? Mày đồn sao? Mày nói hả quá trời, người ta lại dí tao luôn hả? Ê, ai quá trời. Ê, nói nghe nè cô bé. Cô bé gì? Nãy giờ không ai nói gì chứ, tôi thề tôi không có nói gì luôn. Bà đâu có nói gì đâu, bà nói bà Chính nói bà đeo vàng giả thôi. Có nhiêu đó hả? Có nhiêu đó hả? Mà mày nói với ai? Hả? Mày nói với ai mà nguyên sớm nó đồn tao hả? Tới nỗi mà nuốt chiếc nhẫn trở ra ngoài nước ngoài là sao? Hả? Ê, tôi không có nói gì nghe. Tôi chỉ nói cho bên khu 8 khu 7 nghe thôi. Thánh thằng ơi, tốt lành quá he. Cái sớm này được 3 khu phố, mày nói là 2 khu phố rồi. Sao mày không kết nối với cái lò phát thanh phường luôn đi? Hả con quỷ? Thôi tôi kết nối. Không phải. Từ hả? Quá trời he, mở miệng cái lúc nào cũng chị em có nhau. Trời ơi, người ta chị ngã em năn còn tao sao vậy hả?
chị ngã là em show luôn là sao? Ê nói nghe nè, muốn không ấy đừng có làm xấu, đừng có làm xấu gì cả. Tao đeo vàng giả hay chăm nổ đi kệ tao. Nổ gì? Tao nổ cũng kệ tao, tao nổ ra hết của nhà mày hay gì hả? Tao nổ mày có mắc ký luôn nè không hả? Gì mà la hả? Em không nói đâu, em không nói đâu. Thì có nào mà đồn bà đó của tôi đó. Cái miệng rồi. Bởi vì tao biết hồi đó mẹ mày đẻ kìa, mày ca cái miệng mày trước mà. Ê đừng xúc phạm đến mẹ tao nha con kia nha. Trong cái mỏi mày tao tán một cái mỏi mày thụt vô trong luôn nha, cái tao nói chuyện. Mày khỏi, tao nói rồi nghe, từ đây về sau chuyện của ai người đó lo nha. Nha, bớt ăn cơm mà hành nhà mà lo chuyện hàng xóm đi ha. Còn quỷ nó nữa. Bán nước được thì bán, không được thì đi dẹp mẹ cái tiệm đi ha. Mày lạc trụ tam trụ ngủ ngồi đây nói chuyện ha. Ê, ê nói nghe nè, tao giật mình thì tao nói chuyện khác, nói chuyện mày gì hả? Gì? Mấy tao giật mình hả? Từ khi nào mày đừng có làm mà biết đâu. Thấy nào ơi. Trời ơi, đây ăn giả mà mày chứ cố chứ. Thấy không? Thấy không? Bây giờ thấy không? Thấy không? Bây giờ mới lộ ra thấy không? Lộ nãy giờ nói chuyện ăn giả thấy không? Thấy nào ơi à, có cái chuyện có chút xíu thôi à. Mà nó đồn đại ra hả, như là một cái hả thì con nào đồn mày đi tìm con nó thì tao làm gì, thì tao làm gì hả? Trời ơi, tao đâu có gánh nó nói chuyện của mày. Phải chi mà đồn cái chuyện có à, không ai nói gì. Đồn cái chuyện mà bá láp, bá sẹp, làm sao thất bản không à. Cái chuyện có là cái chuyện mà đây là giả là có, là đồn vậy thôi. Nó nói gì đâu. Rồi cái chuyện mà tao nuốt chiếc nhẫn chở đi ngoài nước ngoài là sao nữa? Ai biết. Hả? Rồi mắc gì hả, tao đeo vàng trên tay mà lỡ chân. Hả? Là sao? Mà mày hỏi nó. Thằng ơi, ôi à, mày coi chừng tao đó nghe. Mày lớn mà coi chừng mày, làm như thấy coi chừng mày. Ôi. Trời ơi. Mày mốt một lần nữa thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn ha. Ê thử cho coi thấy nước biển nó mặn thế nào. Rồi con đi về chưa đứng đây nữa hả? Hả? Đi vàng giả không chạy bà tao. Vàng giả nổi cho cố vô. Quá trời mắc cỡ rồi Diễm ơi, Diễm. Ghét. Em về cho Liễu ơi. Thế này mày ưa tao được cái gạo ra ưa tao làm gì? Vàng giả chị. Mày coi chừng tao đó.